Người thật sự biết ơn là người biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Khi có một cái mối quan hệ trong tình trạng khủng hoảng, khi có áp lực về tài chính, vấn đề sức khỏe hay là công việc gặp khó khăn, những cái tình huống tiêu cực xuất hiện, vì khi ấy bạn thiếu đi lòng biết ơn trong một thời gian dài. Nếu mà không biết ơn mọi thứ trong cuộc sống thì một cách vô thức bạn sẽ xem một thứ là hiển nhiên. Khi bạn xem thứ gì đó là hiển nhiên, đó là nguyên nhân gây ra sự tiêu cực. Bởi vì khi nhận lấy những điều hiển nhiên đó thì chúng ta không cho đi lòng biết ơn và chúng ta khiến cho phép màu không xảy ra. Lòng biết ơn luôn mang lại cái sự gia tăng kỳ diệu trong cuộc sống. Tương tự như vậy, xem mọi thứ là hiển nhiên sẽ dẫn đến cái sự phàn nàn, suy nghĩ và lời nói tiêu cực. Vậy thì khi phàn nàn, theo luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút những thứ khiến cho bạn phàn nàn nhiều hơn. Hàng ngàn năm trước, Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta một điều rằng là mỗi ngày thức dậy hãy biết ơn, vì nếu trong ngày hôm nay chúng ta chưa lãnh hội được nhiều thì ít nhất là chúng ta cũng lãnh hội được một chút. Nếu không lãnh hội được một chút thì ít nhất là chúng ta cũng không bị vướng bệnh tật. Và nếu như có bị vướng bệnh tật thì ít nhất là chúng ta vẫn đang được sống. Vậy nên tất cả hãy biết ơn, hãy để lời giải của Đức Phật dẫn lối. Và ngày hôm nay hãy chọn ra vấn đề hay tình huống tiêu cực mà bạn muốn được giải quyết và tìm kiếm 10 điều mà khiến bạn cảm thấy là biết ơn. Bạn có thể nhận biết được cái quá trình của lòng biết ơn thông qua cảm xúc của mình. Cảm xúc sẽ tốt hơn khi bạn thực hiện lòng biết ơn. Bằng chứng đầu tiên thể hiện sức mạnh của lòng biết ơn là bạn sẽ cảm thấy là tốt hơn. Khi ấy bạn biết rằng là tình huống sẽ được cải thiện và giải pháp xuất hiện. Nếu trong tương lai có xảy ra một cái vấn đề hay một tình huống nhỏ nào đó, hãy dập tắt nó ngay từ đầu, đừng để đốm lửa nhỏ bùng cháy thành đám cháy lớn. Và khi ấy bạn sẽ thắp sáng cuộc sống của mình với phép màu. Hãy ứng dụng lòng biết ơn liên tục mỗi ngày, nó sẽ giúp cho bạn cải thiện cuộc sống vô cùng là tuyệt vời. Nếu bạn đang cần một cái môi trường học tập và phát triển thì hãy đồng hành cùng với Hiền nhé.